Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, xin kính mời quý vị quan khách cùng hát. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ các chiến sĩ trận vong, tất cả đồng bào đã tử nạn vì chiến cuộc hay bị bỏ mình trên biển cả, trên đường đi tìm tự do, lý tưởng và đại nghĩa dân tộc. Phút mặc niệm bắt đầu. Ở biển chúng ta không hề lơ mơ, chiến thắng khắp nơi chúng ta là cảm tử quân. Ngày về vòng qua đón chào chiến sĩ vũ thành, chúng ta là trái thế hệ, chúng ta là con đất nước đi đi lên còn cảm tử quân. Một gì là biết chiến đấu, gì là biết chiến. Cảm ơn tất cả
hưởng quý vị thẩm quyền cùng các chiến hữu và quý quan khách đã bỏ rất nhiều thời giờ đến dự ngày sinh nhật của binh chủng sư đoàn tiểu quân một chiếc của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi hết sức là cảm ơn tấm thành tình của quý vị đã dành cho binh chủng thủy quân một chiếc của chúng tôi. Tôi thành đạt cảm ơn quý vị. Xin kính chúc quý vị một bữa ăn dinner thật ngon miệng và vui vẻ. Xin kính chào quý vị. Chưa lúc 12 giờ nhưng mà chúng ta sẽ combine nó vừa là ăn trưa mà vừa là ăn chiều luôn. Thưa đúng không ạ? Và tinh thần lính là như thế. Bình định. Ông Tony đi, xin quý vị cho một tràng pháo tay để không? Chúng tôi có sự hiện diện của luật sư Ngô Văn Tiệp ngồi ở bên góc căn phòng này. Chúng tôi có sự hiện diện của anh Huỳnh Lương Thiện. Thưa quý vị, binh chủng sư đoàn thủy quân lục chiến Việt Nam được thành lập vào ngày 1 tháng 10 năm 1954 do quyết định số 991 có tính cách hồi tố do Thủ tướng Ngô Đình Diệm ký ngày 13 tháng 10 năm 1954. Hai vị sĩ quan đầu tiên thành lập binh chủng sư đoàn thủy quân lục chiến là đại úy Phạm Văn Liễu thuộc khóa 1, thuộc khóa 5 Đà Lạt và trung úy Lê Nguyên Khang thuộc khóa 1 sĩ quan chuẩn bị Nam Định. Cho đến tháng 11 năm 1956 thì thiếu tá Phạm Văn Liễu du học Hoa Kỳ tại Fort Benning và bàn giao lại cho đại úy Bùi Phó Chí. Đại úy Bùi Phó Chí chỉ xử lý thương vụ liên đoàn thủy quân lục chiến được có một tháng, từ đến tháng 12 năm 1956 thì thiếu tá Lê Như Hùng thuộc khóa 2 Đập Đá Huế từ Huế vào nắm chức chỉ huy trưởng liên đoàn thủy quân lục chiến. Tháng 9 năm 1959, đại úy Lê Nguyên Khang sau khi tốt nghiệp Hoa Kỳ trở về thành lập tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến. Cái mốc năm 1959 cũng là cái thời điểm mà phù hiệu của binh chủng thủy quân lục chiến Việt Nam, thay vì sao hồng năm cánh thì dập theo khuôn mẫu của binh chủng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, của quân chủng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ như quý vị thấy ngày hôm nay. Và cũng vào cái thời điểm năm 1959 thì quân phục lần ri màu sóng biển đã được Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chấp thuận là quân phục của binh chủng thủy quân lục chiến Việt Nam. Những trận đánh vang dội từ Đầm Rơi Cà Mau vào ngày 10 tháng 9 năm 1963 đến trận đánh dữ dội ở tại An Quý, Tam Quan, Đồng Sơn, Bình Định vào ngày 8 tháng 4 năm 1965 cho đến những trận đánh tái chiếm Cố Đô Huế vào ngày 26 tháng 2 năm 1968, thủy quân lục chiến đã thực sự đạt kiếp đạn đút đặc thù cộng sản xâm lược. Mà nổi bật nhất là trong trận hành quân tái chiếm thị xã và cổ thành Quảng Trị vào ngày 15 tháng 9 năm 1972, sư đoàn thủy quân lục chiến đã đập tan và bẻ gãy mọi cuồng vọng xâm lược của quân cộng sản Hà Nội, đã tiêu diệt cùng với các đơn vị bạn như nhảy dù, không quân, pháo binh, thiết giáp, biệt động quân và ngay cả các chiến hữu thuộc tiểu khu Quảng Trị với các tiểu đoàn địa phương quân anh hùng và các trung đội nghĩa quân anh hùng của tiểu khu Quảng Trị. Sư đoàn thủy quân lục chiến và các đơn vị bạn đã bẻ gãy và đập tan mọi cuồng vọng xâm lược của 9 sư đoàn cộng sản Bắc Việt, trong đó có 5 sư đoàn Điện Biên khét tiếng là sư đoàn 304, 308, 312, 320B và 325A.